Thì nên nhớ rằng là cái phát lo nó rất là ảnh hưởng và nằm trong đất rất là lâu. Thì trước khi lên phát lo mình nên nhớ đậy mũ kỹ rồi mình hái lên phát lo. Ok, sẵn đây có một cái vườn đang cũng chuẩn bị lên phát lo. Thì anh sẽ hỏi Phú thử đi, giống như là sau khi mình phun phát lo mà mình trước khi đậy mũ nó hiệu quả, hay là mình đậy mũ mình phun phát lo nó hiệu quả hơn, thì cái nào nó có cái ảnh hưởng hay là cái rủi ro gì hơn, mình theo em như thế nào? Theo em á, thì em thấy đậy bạt thì nó sẽ hiệu quả hơn, vì cái đậy bạt này á, một là mình hạn chế cái nguồn nước á, mưa kiểu như thời tiết á không đón được, mưa xuống mình có thể cắt nước được, chặn nước nó vô trực tiếp vô trong rễ. Có nghĩa là mình đậy mũ can thiệp để mình tạo cái khô hạn, ví dụ gặp cái thời tiết, có nghĩa là xử lý ở vùng miền Tây mình nghịch vụ, có đúng khi rồi. gặp mưa thì nó sẽ quản lý cho mình cái vụ ảnh hưởng của thời tiết mưa bão. Thì cái việc thứ hai như anh có hỏi là cái việc sau khi mình lên phát lo mình đậy mũ hiệu quả, hay là mình lên phát lo trước rồi mình đậy mũ sau? Theo em thấy thì đậy mũ á, lên bắt lo nó sẽ hiệu quả hơn, tại vì khi mà bắt lo mình xịt đó là nó sẽ rơi xuống, nó rơi trực tiếp xuống đất. Nếu mà không có mũ thì nó rơi trực tiếp xuống đất thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái rễ của mình. Nó sẽ làm trái bộ rễ của mình. Thì theo anh nghĩ á, cũng như là số bà con nói là cũng như cảm nhận, thì cái việc đậy mũ mà trước á, mình sau khi phun á, thì cái lượng phát lo nó rớt xuống mũ nó sẽ không ảnh hưởng, nó nằm trong đất mình nhiều và ảnh hưởng đến rễ của mình, thì cây mình sẽ ít bị si đó. Thì theo anh quan điểm nó cũng đúng đó. Thì nếu mà vào mùa thuận á, thì bà con có nên áp dụng phát lo không? Dạ theo em là cũng không đâu, tại mùa thuận là tiết nó vô rồi nên là mình chỉ xịt tạo mầm thôi là nó sẽ ra. Thì bà con cũng nhớ lưu ý ha. Thì nên nhớ rằng là cái phát lo nó rất là ảnh hưởng và nằm trong đất rất là lâu. Thì trước khi lên phát lo mình nên nhớ đậy mũ kỹ rồi mình hái lên phát lo.